chào mọi người. Mình là gì? Trường tiểu học gì? Rồi mình nói với phát biểu cảm nghĩ gì đi. Xin chào mọi người, đây là học sinh lớp gì? Trường tiểu học và trung học cơ sở gì? Bây giờ con giới thiệu tên đi, con tên gì? Còn con? My name is Trang. And you? Open do famous. Mở khẩu trang ra con coi. Sao người ta biết, khán giả biết mặt chứ. What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? I am you. What's your name? Hello, my name is Simon. Okay, and you? And what's your name? Nhiệm Ý. Tên Ý thì nó là my name is Ý. Còn con tên gì? Im lặng để con quay nè. Bạn là tên gì? Con I am you. And you? I am you. Con I am you. And you? I am you. Con what's your name? My name. What's your name? What's your name? Hello, my name. And you? My name is you. Rồi bây giờ bạn nào ạ? Bạn không ngồi yên, không quay cả lớp mình nè. Các bạn giơ lên xin chào mọi người đi. Cảm ơn con. Rồi Mẫn này tới lượt Mẫn. 20 tháng 11 gia đình hạnh phúc ấm no. Cảm ơn Mẫn luôn. Rồi con. Em chúc cô 20 tháng 10 vui vẻ. Cô càng đẹp da trắng da. Cô cảm ơn con thơ. Con chúc cô 20 tháng 11 vui vẻ hạnh phúc. Càng ngày càng đẹp quá. Rồi cảm ơn con. Rồi dưới vỗ tay cho bạn mình đi. Rồi. Tới ai? Rồi đi vô chỗ vô tay cho mấy bạn đi. Đọc đi. Rồi xong rồi đúng không? Vỗ tay cho mấy bạn đi.